Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Alo Xe. Hiện tại em đang có mặt ở khu xe cổ cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1 gần vòng xoay An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha. Rồi cũng rất là lâu em không quay cho anh chị xem những dòng xe Super Cup kích tông 70 ha. Chiếc này là đời 96, màu xanh mực ha, xanh mực. Nói chung là chiếc này còn rất là đẹp luôn. Trình tổng quan thì chỉ có thay cái lớp trước và lớp sau thôi, nhưng mà lớp này là lớp của Thái Lan nha, lớp của Thái Lan. Còn về đùm này kia đồ ha, vẫn còn nguyên zin, chưa sơn lại nè. Về dàn áo cũng vậy luôn, dàn áo vẫn còn zin hoàn toàn ha. Cũng như cặp bô chiếc này rất là đẹp nha anh chị nha. Còn đầu bò cũng vậy luôn, đầu bò rất là sáng luôn ha, đầu chưa gớt nha, chưa gớt, chưa có làm máy móc gì lại. Về dàn áo cũng vậy ha, áo vẫn còn áo zin nha, áo vẫn còn áo zin, chưa có giảm tốt lại về dàn áo đấy. Thì anh chị có thể nhìn thấy được từ xa tổng quan chiếc này. Rồi cái nói là dạng siêu cọp rồi, với mức giá là 170 triệu ha. 170 triệu thì giá này em sẽ bao gấp hồ sơ cho anh chị nha, bao gấp hồ sơ. Còn về chi phí lăn bánh á, thì anh chị chi phí giúp em tùy theo nguyện hay là thành phố Sài Gòn, thì với mức chi phí lăn bánh sẽ khác nhau ha. Bây giờ thì em sẽ quay tổng quan cho anh chị xem chiếc này. Những anh chị nào yêu thích thì anh chị cứ alo cho em, hoặc là đến cửa hàng Honda Giáp Bình Dương để anh chị xem tận mắt, cũng như là cho anh chị chạy nghiệm thử luôn, cho anh chị chạy thử luôn. Ok thì mình mang xe về. Rồi bây giờ thì anh chị xem ở cái phần đầu đèn phía trước ha. Đấy, phần đầu đèn còn khá là ok luôn ha. Chỗ những cái phần chi tiết trên này nó chỉ là những cái vết xước lông mèo thôi. Đấy, những cái chó đèn ở đây là đoàn gì, là đèn zin hoàn toàn ha, chưa có thay chó đèn. Nói chung thì chỗ nào chi tiết chạy thì em sẽ nói cho anh chị ha. Rồi và xuống phần mặt nạ, mặt nạ, chỗ phần mặt nạ này thì nó cũng đã bị nổ rồi, nên là nhìn mặt nạ đây thì nó cũng không được đẹp lắm. Rồi về nước sơn, nói chung thì về dàn áo nước sơn á, thì chỗ nào chèn xước thì em sẽ báo cho anh chị nha. Chỗ nào không chèn xước thì em sẽ không nhắc đến. Rồi ở đùm xe đấy, đùm câm nè anh chị nhìn thấy không đấy, đùm sơn đùm cũng chưa dặm lại luôn, câm cũng vậy ha, câm thì vẫn chưa vào câm mới. Anh chị có thể là nhìn kỹ hơn, chi tiết hơn. Lớp này lớp trước là lớp của Thái Lan nha, lớp đã thay rồi. Rồi còn ở đây là cái đùm phía bên đây đấy, là đấy anh chị thấy không, cái bị chạy xước nè, bên em cũng không dầm tuốt lại luôn. Còn đây là cái ốc đùm nè, là căm này ha, niền này, niền Aya nha. Rồi niền này là 596 nha anh chị nha, anh chị nhìn thấy nè đó, thì 596 đây, em zoom gần là cho anh chị dễ theo dõi ha. Đấy, tháng 1 năm 96. Rồi nước sơn, chỗ cái phần nước sơn ở phần mỏ này thì cũng không bị chạy ha. Rồi bên đây cũng vậy luôn. Rồi tới phần đầu bò đây, đầu bò chiếc này còn đẹp lắm anh chị ơi. Đấy, chị thấy chưa, phần đầu bò nè rất là sáng luôn nha, cực kỳ sáng. Rồi tới cái phần đuôi cá, không chạy luôn nha anh chị nha, anh chị nhìn thấy ha. Ở chỗ cái cần số cũng vậy, cần số thì cũng còn khá là ok, không bị mòn nhiều. Nói chung là xe này cũng có đi rồi nè. Rồi nước sơn, sơn bạc trên đây vẫn còn nguyên zin ha, chưa dặm lại. Rồi về dàn chân, chân trống. Ốp sơn,
gạch tê á. Đây. Còn xuyên ha, chưa dặm lại nha. Đây, chịu chày nè. Đó, chày thấy chưa? Anh chị nào mua về mà thích đánh lại cho nó mới lại tí thì mình tút lại thôi. Thì không để vậy cũng được. Đây, những ốc. Ốc tăng sơn. Ốc phục. Rồi, cái phục là phục 3 tầng ha. Nhìn khá là ok luôn. Rồi, xi nhan. Xi nhan thì nó cũng không bị nổ ha, kiểu là những cái chấm 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 hạt tiêu thôi. Rồi, cấp xe thì cũng không bị chày luôn. Chung này đó với cái xe mà 70 thì nhiều khách hàng ưa chuộng hơn, và đặc biệt xe này là đùm nhỏ nha anh chị nha. Đùm nhỏ thì nó gọn gàng hơn. Đây. À, niền sau nè. Niền sau tháng 9 năm 96 ha. Đây. Đó. Tháng 9 năm 96 và cái lớp sau. Lớp sau là made in Thái Lan. Đây, made in Thái Lan nè. Nói chung thì lớp trước lớp sau đã thay made in Thái Lan rồi. Thay lớp rồi, mà thay của Thái Lan. Rồi, ra xa thì xem tổng quan chiếc này nữa nè. Chung thì cái màu xanh xanh mực này á là màu phổ thông á, màu ưa chuộng, màu phổ biến của dòng custom. Cái phần đuôi sau. Đèn hậu thì cũng còn ok. Rồi, tới phần đùm. Đây. Bô, ha, cây bô này còn rất đẹp nha anh chị nha. Xe 70 thì đã có gắt chăn cho người ngồi phía sau rồi, nhưng mà gập lên gập xuống được nha. Còn mà cái đời nào mà đời tầm khoảng 8 á, hàng 8 á. Xe 81 á, thông thường là 70 thì nó sẽ không có gập lên gập xuống được. Rồi. Bên đây thì dàn áo cũng đẹp ha, không bị chạy xước. Rồi, chỗ cấp đồ bên đây thì nó cũng chạy một tí thôi. À, kiểu là chạy xước lông mèo á anh chị. Nói chung là nhìn cũng khó thấy lắm. Đây. Còn ở trên đây thì ok. À, chỗ đốt sơn bộ nồi này còn đẹp ha, không bị chạy xước luôn, giống như là cận thắng. Ba ga yên xe. Yên xe này vẫn còn yên xiên nha anh chị nha, nhưng mà cục hít thì chỉ còn một hít một cục thôi. Còn hết cục bên tay phải thôi, bên trái đã hết hết rồi. Rồi đây là mã màu nè. C70CM color B116M và B116. Rồi. Da vẫn còn da xin ha, còn kim bấm. Kim bấm xét hết rồi. Còn đây là cái ba ga. Rồi. Cái dàn ghi đông này thì còn ok ha. Tem. Rồi, cái nút bấm. Chìa khóa thì vẫn còn một, chỉ còn một chìa thôi. Xe này hết hết bình rồi nên là em không cho anh chị nghe tiếng máy được. Anh chị nào yêu thích chiếc này thì cứ đến cửa hàng bên em sẽ cho anh chị chạy thử luôn, kêu thợ nó xúc bình xăng lại cho nó máy nó ngọt ngào ngon lành. Anh chị chạy thử ok thì mang xe về thôi. Chiếc này thì ô đô là 3450 ha, nhưng mà đối với dòng xe cổ thì nhiều anh chị thì không quan tâm đến cái phần đồng hồ lắm, chiếu là đang quan tâm về máy móc như thế nào thôi, cũng như là về phần đồ đạc này kia có nó còn xuyên hay không thôi. Đây. Và đặc biệt chiếc này là tem nổi ha, tem nổi đụm nhỏ nên là những chiếc này thì bây giờ còn rất ít hàng luôn, rất là hiếm hàng đó. Và được nhiều anh chị ưa chuộng, đụm nhỏ nè, tem nổi nè đó. Nên đây là một trong những cái đời xe mà được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất luôn.
Rồi, và đặc biệt là xe hơi 70 nữa. Hơi 70 thì máy móc nó nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn. Nồi nó không kêu to giống như là xe 90 ha. Rồi thì cảm ơn quý anh chị đã dẫn video của em nha. Xin hẹn anh chị vào những video sau. Anh chị nào thích chiếc này thì cứ liên hệ với em thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh chị nha. Rồi, anh chị nhớ like và ủng hộ cho em nhé. Xin cảm ơn quý anh chị.